Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Thái Lan sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có bài phát biểu tại Trường Đại học Chulalongkorn, thủ đô Bangkok với chủ đề Tăng cường sự gắn bó, tin cậy và quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan vì một tương lai chung hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Bài phát biểu đã nhận được sự phản hồi tích cực và đánh giá rất cao của giới học giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu, giảng viên, sinh viên của Thái Lan và kiều bào tham dự sự kiện. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan. Trong hơn một giờ đồng hồ phát biểu và trả lời câu hỏi của đại biểu tham dự sự kiện, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nêu bật chủ trương, đường lối và chính sách của Việt Nam trong tiến trình hợp tác ASEAN, tiểu vùng và trong quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan. Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam tự hào là gạch nối giữa Đông Nam Á lục địa và Đông Nam Á hải đảo, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa sự gắn bó, tin cậy và quan hệ đối tác chiến lược tăng cường với Thái Lan. Tôi cảm nhận được sự tin cậy, chân thành giữa Thái Lan và Việt Nam với mối quan hệ song phương ngày càng trở nên bền chặt hơn nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong năm 2023 này. Tôi thật sự vui mừng trước những thông tin về thành tựu hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực, từ kinh tế xã hội, đầu tư thương mại hay du lịch và đặc biệt là trong thúc đẩy hợp tác kinh tế số, kinh tế xanh. Tôi rất kỳ vọng Thái Lan và Việt Nam sẽ trở thành những người bạn thực sự với mối quan hệ hợp tác ngày càng chặt chẽ và thắm thiết hơn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nói nhiều cái là rất quan tâm đến bà con Việt kiều mình, bà con Việt kiều của Thái Lan. Đất nước Việt Nam mình vẫn đang dự đón tiếp để quay trở lại hay là sang đầu tư ở bên Việt Nam và có được cho thuận lợi cho anh em bà con Việt kiều. Nhiều ý kiến cũng cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến phức tạp, khó lường, thì sự hợp tác chặt chẽ giữa Thái Lan và Việt Nam sẽ đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy giải quyết các thách thức này. Nỗ lực tạo ra mối liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa hai quốc gia để giải quyết các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt là vô cùng quan trọng. Chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sẽ góp phần củng cố mối quan hệ bền chặt giữa hai nước. Tôi rất kỳ vọng vào tương lai của hai nước chúng ta cũng như của ASEAN trong giải quyết các vấn đề toàn cầu. Với những dư âm tích cực từ bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội, dư luận các giới tại Thái Lan kỳ vọng Thái Lan và Việt Nam sẽ cùng các quốc gia thành viên ASEAN chia sẻ lợi ích chiến lược trong đề cao đối thoại, hợp tác, các biện pháp hòa bình, tôn trọng luật pháp quốc tế, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN. Sau 3 ngày rưỡi làm việc tập trung nghiêm túc và khoa học, chặt chẽ, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ các nội dung đề ra và tiến hành phiên bế mạc vào sáng nay, mùng 8 tháng 12. Phát biểu tại phiên bế mạc, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thông qua 35 nghị quyết. Đây là kỳ họp có số lượng nghị quyết được thông qua nhiều nhất từ trước tới nay. Bên cạnh đó, với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố đã thực hiện chất vấn, tái chất vấn đối với hai nhóm vấn đề dân sinh bức xúc là tình trạng dự án chậm tiến độ và tình hình giao thông đô thị của thành phố. Các đại biểu cũng tập trung phân tích đánh giá những tồn tại, hạn chế và đề xuất những giải pháp đồng bộ, hiệu quả, khả thi để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ. Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 chức danh do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu. Công tác lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng, chặt chẽ theo đúng quy định. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đã phản ánh rõ sự đánh giá của các đại biểu đối với những chức danh được lấy phiếu tín nhiệm. Đồng thời cũng là dịp để các vị trí tự nhìn lại những việc mình đã làm được, đối chiếu lại những việc đã cam kết, đã hứa trước khi nhận nhiệm vụ để phấn đấu, rèn luyện, nâng cao hiệu suất công việc trong thời gian tới. Sáng nay trong chương trình kỳ họp thứ 13, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành giám sát chuyên đề về việc triển khai thực hiện các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn giai đoạn 2016-2025 và bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển nhà ở xã hội. Báo cáo giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, giai đoạn 2016-2020, thành phố Hồ Chí Minh phát triển 1,78 triệu mét sàn xây dựng nhà ở xã hội, chỉ đạt tỷ lệ 66,8% chỉ tiêu. Giai đoạn 2021-2025, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển thêm khoảng 2,5 triệu mét sàn xây dựng, tương đương với 35.000 căn hộ. Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh, việc phát triển nhà ở hiện nay tại thành phố đang gặp khó khăn, vướng mắc, trong đó công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số dự án nhà ở xã hội khó khăn, kéo dài, tiến độ thực hiện dự án chậm, thậm chí không thực hiện được.
Ngoài những cái việc như Ủy ban thành phố xác định được các nhiệm vụ trọng tâm, các dự án lớn mà đảm bảo được về trong cái quá trình cái cách thức tiếp cận là ngoài quy hoạch sẽ phải xây dựng những cái nhà xã hội đảm bảo được cái tiện ích của trong tòa nhà cũng như là tiện ích ngoài tòa nhà để tổ chức triển khai đảm bảo nó thay đổi về cái bộ mặt trong cái quá trình mà chúng ta người dân tiếp cận nhà xã hội. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng cần ban hành quy trình, giải pháp cụ thể rút ngắn thủ tục hành chính trong thủ tục đầu tư, có chính sách khuyến khích thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia. Trước mắt, thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu hoàn thành đưa vào sử dụng khoảng 12.000 căn nhà ở xã hội với tổng vốn đầu tư khoảng 11.500 tỷ đồng để chào mừng 50 năm ngày thống nhất đất nước. Thành phố Hà Nội yêu cầu các sở ngành thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản hiệu quả, an toàn, bền vững, trong đó ưu tiên các dự án nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hà Nội tập trung giải quyết và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục cho các dự án bất động sản, đặc biệt ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các dự án bất động sản công nghiệp, nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, kiên quyết không để tình trạng xử lý lòng vòng, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết các thủ tục hành chính làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án bất động sản. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa yêu cầu các bộ ngành phối hợp với Bộ Nội vụ giải quyết những vướng mắc tồn tại để hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang yêu cầu các bộ ngành địa phương quyết tâm, quyết liệt triển khai thực hiện. Người đứng đầu địa phương đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp về nội dung này, phấn đấu chất lượng cao nhất, đảm bảo những nguyên tắc chung, đồng thời phải có sự linh hoạt nhất định, không cầu toàn nhưng cũng không chủ quan hời hợt. Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ lập đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin phản hồi, phối hợp với các bộ ngành trả lời tham vấn các nội dung, tham mưu ban chỉ đạo các nội dung thuộc thẩm quyền và hoàn thành việc xây dựng đề án vị trí việc làm trước ngày 31 tháng 3 năm 2024. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, trong đó sửa đổi bổ sung nhóm các hành vi vi phạm quy định về quản lý điều tiết giá và thẩm định giá có 20 nhóm hành vi. Cụ thể, phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi không công khai về quỹ bình ổn giá theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau 5 ngày hoặc báo cáo sai lệch về quỹ bình ổn giá. Phạt tiền từ 120 triệu đến 150 triệu đồng đối với hành vi sử dụng quỹ bình ổn giá không đúng quy định của pháp luật. Bán cao hơn giá niêm yết đối với hàng hóa dịch vụ thuộc danh mục bình ổn, danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng. Thưa quý vị, tình trạng xe hợp đồng trá hình đang ngày một phức tạp và gây bức xúc trong dư luận và gây ra nhiều hệ lụy. Trước thực trạng này, Cục Đường bộ Việt Nam đang tiến hành sửa đổi, bổ sung Nghị định 10/2020 quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Trong đó đưa ra đề xuất xe hợp đồng phải vào bến thực hiện đón trả khách hoặc địa điểm do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công bố. Đề xuất này đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Những văn phòng riêng được lập ra để đón trả khách trong thành phố của xe hợp đồng limousine luôn tấp nập khách. Còn tại các bến xe, quầy bán vé ế ẩm, lượng khách đi xe không nhiều. Trước thông tin đề xuất buộc xe loại hình này phải vào bến để đón trả khách, nhiều lái xe tuyến cố định bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ. Tôi nghĩ là cũng hợp lý thôi để cho nó mọi cái nó công bằng mà khách đi lại nó cũng về một mối, nó dễ hơn là bây giờ cứ đón trả khách thì trên đường nhiều khi nó cũng gây khó dễ. Cho xe hành khách cố định cũng như là trên đường cái mật độ giao thông nó quá dày, bây giờ nó ách tắc nó cũng nhiều. Trước tiên là an toàn giao thông là trên hết, là đỡ phải xe dù tạt té vào những cái tuyến cố định nó không được hợp lệ cho lắm. Thì bây giờ em cũng muốn là tất cả nhà nước và cơ quan với bến bãi là tập trung vào hết trong bến thì là điều tốt nhất. Thì thứ nhất ý là sẽ lập lại được cái tổ chức giao thông của thành phố, và thứ hai là nhà nước là sẽ quản lý và thu được cái ngân sách, thu được thuế của loại hình vận tải này. Theo thống kê của Cục Đường bộ Việt Nam, cả nước hiện có khoảng gần 400.000 xe kinh doanh vận tải khách, trong đó tuyến cố định là 17.000 xe và xe hợp đồng chiếm số lượng áp đảo với khoảng 220.000 xe. Thêm vào đó, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 78 điểm bến cóc lợi dụng văn phòng đón trả khách.
Dù lực lượng thanh tra thường xuyên kiểm tra nhưng không thể xử lý dứt điểm. Hệ thống dịch của lái xe rất là tinh vi. Anh em mới xuống tác nghiệp đã có xe ôm, có Grab ra để chỉ điểm để các phương tiện không vi phạm tại khu vực kiểm tra. Việc có thành phần cò dích báo để tránh cái sự kiểm tra xử lý của lực lượng chức năng thì cũng ảnh hưởng rất nhiều đến công tác kiểm tra xử lý của anh em trên đường. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, với hoạt động vận tải hành khách tại các đô thị đặc biệt như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, xe hợp đồng vận tải khách phải đúng bản chất hợp đồng, phải vào các bến xe đã đăng ký để dừng đỗ, đón trả khách theo quy định. Riêng tại các đô thị thuộc tỉnh có thể cho phép đón tại nhà vì khó xảy ra ùn tắc. Vì vậy, theo các chuyên gia giao thông, việc yêu cầu các doanh nghiệp vận tải phải vào bến xe để đón trả khách, vừa lập lại trật tự vận tải, vừa ngăn triệt tận gốc nạn xe rủ bến cóc. Bản chất anh kinh doanh tuyến cố định thì anh phải vào bến xe để anh làm đúng như tuyến cố định. Đây cũng là những cái lập lại chỉ trật tự kỷ cương nghiêm minh. Để làm gì? Để cho những doanh nghiệp người ta kinh doanh, người ta chấp hành tốt, người ta phải đóng thuế, người ta phải trả tiền thuê bến bãi, người ta phải trả lương, đóng bảo hiểm. Rất là mọi cái nghĩa vụ người ta phải đào tạo lái xe. Nhưng trong khi đó là một cái hình thức rất lớn. Cho nên tôi nghĩ rằng là rất mong cơ quan nhà nước, đặc biệt là Bộ Công an, xử lý nghiêm túc những cái tổ chức cá nhân, các cái cá nhân vi phạm kinh doanh để làm náo loạn cái ngành vận tải này. Lâu nay, xe hợp đồng trá hình hoạt động đã dẫn đến việc cạnh tranh bất bình đẳng đối với các đơn vị vận tải tuyến cố định. Tuy nhiên, sự tiện lợi của loại hình xe hợp đồng đối với việc đi lại của người dân là không thể phủ nhận. Các chuyên gia nhấn mạnh, các cơ quan quản lý cần tìm hiểu vì sao xe hợp đồng lại được ưa chuộng, để tìm cách nâng cao chất lượng hệ thống vận tải khách, tạo thuận lợi đi lại cho người dân, đồng thời không tác động tiêu cực tới trật tự an toàn giao thông. Dự báo nhu cầu mua sắm hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán tăng khoảng từ 10 đến 13% so với năm trước. Hai thành phố lớn là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường ổn định nguồn hàng phục vụ Tết. Sở Công Thương thành phố Hà Nội cho biết đang tích cực phối hợp với các sở ngành địa phương triển khai chương trình bình ổn thị trường mà Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt, từ đó xây dựng và triển khai kế hoạch phục vụ Tết với tổng trị giá các nhóm hàng hóa tiêu dùng thiết yếu có nhu cầu cao trong dịp Tết khoảng trên 40.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10% so với năm 2023. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện các đơn vị đã ký kết hợp đồng thu mua với nhà cung cấp, chuẩn bị nguồn hàng hóa phục vụ Tết. Những ngày cận Tết, các đơn vị sẵn sàng phương án tăng lượng hàng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Ngoài ra, tại 3 chợ đầu mối và 221 chợ truyền thống, dự kiến vào thời điểm cận Tết, lượng hàng nhập về chợ tăng khoảng 80% so với ngày thường, lên đến 13.000 đến 15.000 tấn một ngày. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với trường tiểu học và trung học cơ sở The Light Academy. Trong sáng nay, trả lời phóng viên kênh truyền hình VOVTV Đài Tiếng Nói Việt Nam, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cho biết, hiện đang yêu cầu các trường học trên địa bàn khẩn trương thực hiện việc luân chuyển học sinh về các trường theo nguyện vọng, không để gián đoạn việc học tập của các em. Trường tiểu học và trung học cơ sở The Light Academy thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Hà Nội Lào Cai. Trường được thành lập theo quyết định 2929 ngày 22 tháng 8 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai. Tuy nhiên, sau một thời gian đi vào hoạt động, trường gặp áp lực về tài chính khiến việc dạy và học có nguy cơ bị gián đoạn, gây bức xúc lớn đối với phụ huynh và học sinh. Trước tình trạng này, ngày hôm qua, mùng 7 tháng 12, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai đã ra quyết định đình chỉ hoạt động giáo dục đối với trường này. Chúng tôi cam kết với phụ huynh học sinh sẽ tiếp nhận các học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở The Light về các trường công lập của chúng tôi theo nguyện vọng của phụ huynh học sinh, không phân biệt đúng tuyến hay trái tuyến. Và đồng thời thì chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm làm các thủ tục chuyển trường, thủ tục chuyển hồ sơ cho cha mẹ học sinh. Ngoài ra, chính quyền thành phố Lào Cai cũng yêu cầu trong thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục, trường tiểu học và trung học cơ sở The Light Academy có trách nhiệm giải quyết các quyền lợi liên quan đến học sinh, cha mẹ học sinh, người lao động theo đúng quy định của pháp luật. Nhằm quản lý thực trạng dạy thêm, học thêm tràn lan hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã đề xuất đưa dạy thêm, học thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện để có cơ sở pháp lý xử lý vi phạm bên ngoài trường học. Dù vẫn còn băn khoăn nhưng đề xuất cơ bản nhận được sự đồng tình của dư luận.
Thông tư 17 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý dạy thêm, học thêm đã có các điều khoản quy định đối với người dạy thêm, người đứng ra tổ chức dạy thêm, điều kiện về cơ sở vật chất. Nhưng sau này, việc dạy thêm, học thêm đưa ra khỏi danh mục các ngành nghề kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, và vì thế, thông tư 17 phải bãi bỏ những điều khoản quy định tương ứng. Việc cấm triệt để rõ ràng là không khả thi, do đó nhiều ý kiến ủng hộ việc đưa dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Nếu như mà đưa dạy thêm trở thành một ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì về mặt pháp lý thì có một pháp lý mạnh hơn là cái thông tư của Bộ Giáo dục Đào tạo để mà quản lý việc này, mà là một cái việc mà có thể nói là cũng gây ra nhiều cái bức xúc trong xã hội, thì tôi hoàn toàn ủng hộ cái đề nghị của Bộ Giáo dục Đào tạo. Cá nhân tôi thì hoàn toàn đồng ý với cái phương án là công bố dạy thêm là một ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, bởi vì nó sẽ giải quyết được hai vấn đề. Thứ nhất là có thể đáp ứng được nhu cầu của học sinh và phụ huynh khi có nhu cầu mà học thêm. Thứ hai là nó sẽ giải quyết được vấn đề thu nhập cho các thầy cô giáo, vì đây cũng là một trong những cái hoạt động mà kinh doanh phù hợp, cũng như là để giúp thầy cô vận dụng được cái kiến thức của mình để tạo ra lợi kinh tế. Rõ ràng việc học thêm hiện nay đã trở thành nhu cầu của một bộ phận phụ huynh học sinh. Nhưng thời gian qua, tại một số nơi, việc dạy thêm học thêm thiếu sự đồng bộ, lỏng lẻo về mặt quản lý, khiến mô hình bị biến tướng, gây bức xúc cho xã hội. Đâu đó vẫn còn một số nơi, giáo viên cắt xén chương trình trên lớp mà để đến lớp học thêm mới truyền thụ, hoặc ra đề thi, đề kiểm tra vào đúng đề đã được ôn luyện tại lớp học thêm trước đó nhằm đảm bảo điểm số. Do đó, cũng có ý kiến phản đối đề xuất này do sự khó quản lý, kiểm soát. Nếu như chúng ta biến dạy thêm học thêm thành một ngành nghề kinh doanh thì lúc đó chính chúng ta đã biến giáo dục trở thành dịch vụ. Và khi giáo dục trở thành dịch vụ thì tất cả những yếu tố tác động lên một ngành nghề kinh doanh sẽ tác động vào giáo dục và biến giáo dục trở thành một thứ có thể nói là méo mó và không đảm bảo được những giá trị cần thiết cho trẻ. Trước những lo ngại này, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định nếu đưa dạy thêm trở thành một ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì sẽ phải có quy định liên quan và hành lang pháp lý để quản lý hoạt động này. Nếu đưa cái dịch vụ tổ chức hoạt động dạy thêm học thêm vào cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì Bộ sẽ xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc là thay thế cái thông tư 17. Ở trong đó thì sẽ có quy định cụ thể những cái điều kiện của cái việc là tổ chức dạy thêm học thêm ở ngoài nhà trường, làm sao cho tất cả những việc này là được quản lý trong khuôn khổ pháp lý một cách công khai, minh bạch, để người học, người dạy ở đó cũng là được thực hiện đúng cái nguyện vọng của mình. Bên cạnh việc cân nhắc đưa dạy thêm, học thêm vào ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thì một số chuyên gia nhận định rằng cần giải quyết hai vấn đề cốt lõi để tránh việc dạy thêm, học thêm tràn lan, đó là đánh giá lại nội dung chương trình và phương pháp giáo dục. Chỉ khi nào nội dung và cách thức đánh giá học sinh, gồm cả đánh giá thường xuyên và đánh giá qua các cuộc thi kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục, được đổi mới, thì khi đó mới có thể giảm được dạy thêm, học thêm tràn lan mà không cần thiết đến chế tài quản lý nghiêm ngặt hơn. Chuyển sang một số thông tin đang được dư luận quan tâm. Thưa quý vị, liên quan đến vụ cháy 11 tàu cá tại xưởng đóng tàu thuộc địa bàn phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết, sáng nay ngày 8 tháng 12, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận đã có công văn hỏa tốc yêu cầu công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm với các cá nhân tổ chức liên quan đến vụ cháy. Trước đó khoảng 14 giờ 30 phút ngày hôm qua 7 tháng 12, một vụ cháy tàu cá nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn sửa chữa và đóng tàu Phan Thiết thuộc khu phố 2, phường Phú Hải, thành phố Phan Thiết. Nguyên nhân ban đầu được xác định, trong quá trình sửa chữa tàu, nhóm công nhân làm bụi hàn rơi xuống khu vực sàn tàu có dầu nhớt dẫn đến cháy. Hậu quả khiến 11 tàu cá công suất lớn bị cháy hoàn toàn, gây thiệt hại hơn 40 tỷ đồng. Sáng nay, Công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc 3 phụ nữ nhập viện cấp cứu với chẩn đoán bị ngộ độc cần sa xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu, đầu giờ chiều qua ngày 7 tháng 12, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức tiếp nhận 3 bệnh nhân cấp cứu trong tình trạng choáng váng, lơ mơ, mất khả năng tương tác. Theo người thân của 3 bệnh nhân, trước đó cả 3 người có ăn một loại bánh quy chưa rõ nguồn gốc. Qua xét nghiệm nước tiểu, các bác sĩ chẩn đoán cả 3 người đều dương tính với chất ma túy dạng cần sa và hiện các bệnh nhân được tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Thủ Đức có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.
Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại một cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em tại xã Văn Hải, huyện Kim Sơn, Ninh Bình, khiến hai người tử vong. Công an huyện Kim Sơn đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Linh để điều tra. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận ngày 7 tháng 12, Linh đã đặt mua thuốc pháo trên mạng xã hội mang về nhà, sau đó thuê chị Mai Thị Sang, sinh năm 1993, và chị Lương Thị Giang, sinh năm 1995, cùng chú huyện Kim Sơn đến nhà để đóng gói pháo. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì xảy ra vụ nổ khiến chị Sang, chị Giang tử vong tại chỗ và một cháu bé bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Nguyễn Văn Linh đã đến công an huyện Kim Sơn để khai báo. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. Trong phần tiếp theo của chương trình, Iran tuyên bố sẵn sàng tăng cường hợp tác với Nga. Trung Quốc giảm 25% phí visa cho du khách từ nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Chương trình tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Thượng viện Nga hôm qua đã bỏ phiếu thông qua việc ấn định ngày bầu cử Tổng thống Nga vào ngày 17 tháng 3 năm tới. Quyết định này đã được thông qua với 162 phiếu thuận cho cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Liên bang Nga, tức Thượng viện Nga. Chủ tịch Thượng viện Valentina Matvienko nhấn mạnh, với quyết định này, chiến dịch tranh cử sẽ chính thức được khởi động. Bà Valentina đồng thời cho biết thêm, đây sẽ là lần đầu tiên cư dân của các khu vực mới sáp nhập vào Nga, gồm Donetsk, Luhansk, Zaporizhia và Kherson sẽ tham gia bỏ phiếu. Tới thời điểm này, Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa chính thức công bố ý định tranh cử nhiệm kỳ Tổng thống mới kéo dài 6 năm, song nhà lãnh đạo này được cho là sẽ sớm công bố chiến dịch tái tranh cử trong những ngày tới. Iran sẵn sàng thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nhằm tăng cường hợp tác với Nga vì lợi ích của hai nước. Tuyên bố này được Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đưa ra hôm qua tại cuộc gặp với người đồng cấp nước chủ nhà Vladimir Putin ở thủ đô Moscow, Nga. Ông Raisi đề cao quan hệ giữa Iran và Nga ngày càng phát triển, đặc biệt sự hợp tác chặt chẽ trong các ngành năng lượng, nông nghiệp và nhiều lĩnh vực khác. Liên quan đến xung đột Israel-Hamas, ông Raisi lên án bạo lực nhằm vào dân thường tại Gaza và nhấn mạnh cần chấm dứt mọi hành động gây tổn hại cho người dân Palestine tại vùng lãnh thổ này. Về phần mình, Tổng thống Nga nhận định quan hệ giữa Nga và Iran đang ở mức tốt đẹp nhất từ trước tới nay. Theo ông Putin, việc các doanh nghiệp Nga quan tâm đến các triển lãm thương mại của Iran và trao đổi thương mại giữa hai nước tăng 20% với kim ngạch đạt 5 tỷ đô la Mỹ trong năm qua cho thấy hai nước quyết tâm mở ra chương mới trong quan hệ song phương. Ông Putin cũng khẳng định hai nước có lập trường chung về nhiều vấn đề trong khu vực, trong đó có vấn đề Israel-Palestine và dải Gaza. Trước đó, vào ngày 5 tháng 12 vừa qua, Nga và Iran đã ký tuyên bố chung về hợp tác nhằm đối phó với các lệnh trừng phạt của phương Tây, cũng như giảm tác động tiêu cực do các biện pháp này gây ra. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thông báo nước này đã ký bản ghi nhớ với Mỹ để nâng cao năng lực sản xuất thiết bị quân sự của Ukraine. Ông Umerov nêu rõ, Ukraine và Mỹ đã ký bản ghi nhớ về việc sản xuất chung và trao đổi về dữ liệu kỹ thuật. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, bản ghi nhớ này được ký kết trong khuôn khổ Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng, phiên bản Mỹ diễn ra ở thủ đô Washington. Bản ghi nhớ này sẽ góp phần xây dựng năng lực sản xuất vũ khí ở Ukraine, phục vụ các nhu cầu về quân sự của nước này. Hội nghị Công nghiệp Quốc phòng, phiên bản Mỹ khai mạc hôm 6 tháng 12 nhằm mục đích hỗ trợ mức độ hợp tác cao nhất giữa các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Ukraine và Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết nước này đã cam kết cắt giảm 25% phí thị thực đối với khách du lịch từ các quốc gia, bao gồm Thái Lan, Nhật Bản, Mexico, Việt Nam và Philippines, từ ngày 11 tháng 12 năm nay đến hết năm 2024. Chính sách này dự kiến sẽ tác động tới hàng trăm triệu du khách từ hơn chục quốc gia, giúp họ có được thị thực du lịch đến Trung Quốc với mức rẻ hơn. Đây là biện pháp mới nhất trong hàng loạt biện pháp mà Trung Quốc gần đây thực hiện nhằm tăng nguồn thu từ khách du lịch quốc tế và doanh nhân nước ngoài, trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đang phục hồi sau đại dịch. Theo dự báo của Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, ngành du lịch và lữ hành Trung Quốc sẽ đóng góp 1,48 nghìn tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế quốc gia vào cuối năm nay, tăng 150% so với năm ngoái. Với tốc độ hồi phục như hiện tại, Trung Quốc được kỳ vọng trở thành thị trường du lịch lớn nhất thế giới trong vòng 3 đến 5 năm tới. Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế hôm nay kêu gọi ngành dầu khí và các nhà sản xuất nhiên liệu thay thế cần tăng cường nỗ lực sản xuất nhiên liệu hàng không xanh để giúp các hãng hàng không cắt giảm lượng khí thải carbon.
ngành hàng không chiếm khoảng 2-3% lượng khí thải carbon toàn cầu và không phải là một ngành dễ dàng khử carbon so với các hình thức vận tải khác như đường bộ. Nhiên liệu hàng không bền vững có thể giảm tới 80% lượng khí thải hàng không và được coi là giải pháp xanh quan trọng. Theo thống kê của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, nhiên liệu hàng không bền vững hiện chỉ chiếm 0,2% tổng lượng nhiên liệu máy bay toàn cầu sử dụng. Nhiên liệu hàng không bền vững cũng có giá cao hơn từ 3-5 lần so với nhiên liệu máy bay phản lực truyền thống. Hiện nay chỉ có 3% ngân sách vốn dầu khí toàn cầu được đầu tư vào sản xuất nhiên liệu hàng không bền vững, trong khi tỷ suất lợi nhuận trong lĩnh vực này cao hơn nhiều so với ngành hàng không truyền thống. Do đó, nhà kinh tế trưởng của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế đã kêu gọi ngành dầu mỏ đầu tư nhiều hơn vào nhiên liệu hàng không bền vững. Các bác sĩ ở Peru mới đây đã phẫu thuật tách thành công cặp song sinh dính liền ở vùng bụng và có chung một lá gan. Các quan chức bệnh viện San Bartolome Peru cho biết, ca phẫu thuật diễn ra vào tháng 11, kéo dài khoảng 4 giờ và có sự tham gia của hơn 28 chuyên gia đa ngành. Hai em bé chào đời dính nhau ở bụng và có chung gan, cơ và da. Bé đầu tiên nặng nhất, tiên lượng tốt nhất, sức khỏe rất tốt. Lúc 9 tháng tuổi, cháu bố mẹ như bao đứa trẻ khác ở độ tuổi đó, cháu gần như sắp được xuất viện. Bé còn lại nhỏ và yếu hơn do bị tổn thương thần kinh trung ương, vẫn đang được chăm sóc đặc biệt. Chuyển sang một số thông tin về thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong đêm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trời rét, trưa chiều trời nắng, khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa và dông về chiều tối. Và sau đây sẽ là những thông tin thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước. Thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ, có nơi dưới 13 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 28 độ, có nơi dưới 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối có mưa rào và dông, ngày nắng, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 28 độ.